Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng ngài Tổng thống Joe Biden. Lời đã dành tình cảm đặc biệt cho đất nước nhân dân Việt Nam thì được là có nhiều đóng góp quan trọng thì mình nghĩ các nhau cho sự phát triển và đồng ý take off your watch. Chuyến thăm của người Tổng thống Việt Nam nhân dân Việt Nam hai nước chúng ta từ ngày năm tiến giải con đường thế hệ con người tôi luôn ghi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp của sự đón tiếp trọng thị của chính phủ Hoa Kỳ và tình cảm của nhân dân Hoa Kỳ trong chuyến thăm của tôi sang Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015, đặc biệt là cuộc trao đổi chân tình thú vị của tôi và ngài Joe Biden trong chuyến thăm đó. Tôi cũng cảm ơn ngài Tổng thống Joe Biden tháng 6 vừa qua đã gửi thư mời tôi sang thăm Đài Loan. Trong không khí hữu nghị bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hôm nay, tôi và ngài Tổng thống Joe Biden vừa có một tình cảm sâu rộng cả kết quả tốt đẹp tại thủ đô Hà Nội. Hai bên thống nhất cho rằng trong thời gian qua quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả kể từ khi bình thường hóa và sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt nhân dân Việt Nam xin gửi lời chào và xin cảm ơn các tổ chức cá nhân của Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Điều này quan trọng nhất để nói lên tất cả quan hệ đối tác đó sẽ tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có sự tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế. Việt Nam đánh giá cao và quan trọng sự khẳng định của Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự do và thịnh vượng. Các luật hàng của mối quan hệ đối tác mới kế thừa những nội dung hợp tác đã và hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan có liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện thật tốt các thỏa thuận đã đạt được. Chú bây giờ cũng nói là có thể thành công, bây giờ mới là thành công bước đầu, mặc dù là bước đầu đầu rất là thành công, tạo điều kiện để chúng ta phát triển ra thế giới tiên tạo. Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta nêu rõ,
sau khi Việt Nam giành được độc lập và Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới. Chúng ta hiểu biết, trong nhiều năm tháng sau đó, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua muôn vàn hy sinh gian khổ để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định chủ trương đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ của đường lối đối ngoại nhất quán là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ngài Tổng thống Joe Biden và tôi đã thông khí cho nhau về tình hình hai nước, bày tỏ sự trân trọng với những nỗ lực và kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua về phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đối với các tình hình phức tạp của xung đột quốc tế, Việt Nam mong muốn các bên đối thoại giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tôi mong rằng qua chuyến thăm quan trọng và đầy ý nghĩa này, Ngài Tổng thống, các quý vị trong đoàn và tất cả các bạn có thêm dịp để cảm nhận được trực tiếp về đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển, năng động, có nền văn hiến lịch sử lâu đời và người dân Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, hiếu nghị và yêu thương hòa bình. Tôi tin rằng chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Joe Biden thành công tốt đẹp. Xin chúc Ngài Tổng thống những thành công mới và chúc Ngài, các quý vị trong đoàn và các bạn có mặt ở đây và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và vui tươi. Xin lời chúc mừng. Now for part two, please. Secretary General, thank you for welcoming me in Vietnam. This is truly a historic moment. Today, we can trace 15-year arc of progress in relationships between our nations. Conflict and normalization to this new elevated status, the force for prosperity and security, one of the most consequential regions in the world. We are holding our partnership directly to a comprehensive strategic partnership with Vietnam, the highest tier of partners. We're excited about it. Critical step for our nation that reflects the strength of our relationship as we take on the challenges that matter both to the future of our region and, quite frankly, to the world. We're deepening our cooperation on critical emerging technology, particularly around building a more resilient semiconductor supply chain. We're expanding our economic partnership, spurring even greater trade and investment in our nation. For example, last year, a Vietnamese company signed a $4 billion deal to build electric vehicles and batteries in North Carolina in the United States. This would create more than 7,000 jobs in the United States. World-class Vietnamese technology companies are going public in the U.S. stock market, and we're welcoming more important new deals during this visit. We're working to tackle the climate crisis and to accelerate Vietnam's clean energy transition, defending global health security, advanced treatments for cancer and HIV/AIDS. Enhance our security cooperation, including countering trafficking in person. I also raise the importance of respect for human rights, priority for both my administration
and the American people. And we'll continue to have dialogue on that. Perhaps most vital to our future. We are doubling down on our people when people die. That's the very heart of our partnership. It includes millions of Vietnamese Americans affecting the community all across the United States of America every single day. I'm looking forward to the outcome. Just this year, the U.S. supported Fulbright University in Vietnam, graduated its first class, and are working to expand to the school campus. My oldest adult friend, Tommy Dalloway, is very much involved. Ladies and gentlemen, we're also investing in strengthening skill and STEM workflow, promoting education of change and collaboration among our scientists, entrepreneurs, innovators, let her work together to capture the enormous opportunity, claiming the enormous opportunity of this new age of technology. Let me close with this. All the progress over the past 50 years, none of it was inevitable. Required years of hard work from leaders of both countries, including my friend who's here today, a former Senator and Secretary of State, now Special Presidential Envoy on Climate, John Kerry. Got it done because of another friend, no longer with us. The missing. His memorial will be visiting tomorrow, late John McCain. Both men saw so clearly, as I and so many others did, how much we had to gain by working together to overcome the bitter past. Years later, I remember the hard work it took as a member of the Senate Foreign Relations Committee to be able to normalize relations in 1995. 10 years ago, when I was Vice President, we reached a new milestone, the launch of our initial comprehensive partnership. I'm incredibly proud how our nations and our people have built trust and understanding over the decade, worked to repair the painful legacy war left on both our nations. Work that we pledge today to continue, clearing unexploded orphans, remediating environmental damage, dioxin, expanding support for people with disabilities, and accounting for every American service member still missing in action in Vietnam, as well as fallen missing Vietnam soldiers from that war. Our cooperation on these painful issues, as well as on forging new legacy, one of shared peace and prosperity, it's a testament to the resilience and spirit of both our people. It's a powerful reminder of all we can accomplish when we're able to transcend the pain of the past and embrace a future of progress, one grounded on unity to our people. But thank you again, Secretary General. Vietnam is a critical power in the world. Bellwether in this vital region. I look forward to continuing this new chapter, the story of our nation. Godspeed. Thank you.